quay trở lại với channel của Hà Nội Computer và mình là Nami đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ đem đến cho các bạn một bộ máy PC gaming. Em này thì là máy đồng bộ chứ không phải là các linh kiện tự lắp ghép nhé. Và em này thì có tên là Lenovo Legion T530. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đánh giá chi tiết về ngoại thất, nội thất cũng như là hiệu năng sử dụng và khả năng làm mát và nâng cấp nhé. Chiếc T530 này có cấu hình gồm Core i7-9700, 16GB DDR4, cặp màn hình RTX 2060 Super, 256GB SSD, 1T ổ cứng thường được ở mức là 35 triệu, kèm khuyến mại Windows 10 bản quyền. Bộ Gaming Gear Derail này với tổng giá trị khoảng 5,5 triệu đồng. Nếu các bạn không thích quà khuyến mại thì mức giá chỉ còn khoảng là 31 triệu đồng mà thôi. Đương nhiên là ở cái tầm mức giá này thì khi mà tự build các bạn có thể lựa chọn một cấu hình tương đương. Thế nhưng mà cả màn hình có thể lên tới là 2070 Super cơ. Nhưng mà nói gì thì nói, máy đồng bộ bao giờ cũng luôn là như vậy. Chúng ta không thể nào mà đem ra so sánh với máy tự build được, phải không nào? Nhưng mà bù lại ở đây thì nhãn hàng đang muốn hướng tới đối tượng người sử dụng, đó chính là các game thủ muốn có một cái sự tiện lợi, chỉ muốn là tới cửa hàng và bách em này về luôn thôi để sử dụng ngay và luôn, không cần phải suy nghĩ về một cái gì nữa, không cần phải suy nghĩ đắn đo là tôi phải mua cái cặp màn hình ở tầm phân giá phân khúc nào này, hay là về đi đường dây lắp ốc vít hay là các thứ ra làm sao rất là đau đầu, phải không nào? Và bên cạnh đó thì họ cũng muốn có một cái sự trải nghiệm về phần mềm mà gọi là đơn giản nhất có thể. Và chính cái điều này thì mình khá là thích ở em Lenovo Legion T530 này. Và còn những cái điểm khác mình cũng thích ở em này thì mình sẽ nói ở phần sau video nhé. Về tổng thể kích thước thì T530 khá nhỏ gọn. Theo như Lenovo đăng tải thì thể tích của máy chỉ là 28 lít so với 38 lít của các bộ máy cỡ ATX tiêu chuẩn. Bên ngoài thì toàn bộ được bọc bằng kim loại chắc chắn, nhưng mà đáng tiếc là không có cửa sổ Mica hay là kính cường lực để khoe nội thất bên trong. Nhưng bù lại thì mình đánh giá rất cao về chất lượng vỏ bởi độ dày cũng như là nước sơn mịn màng. Bên trên thì Lenovo trang trí thêm bằng các vân tròn đồng tâm tỏa ra từ nút nguồn cùng với tay nắm để xách máy. Tay nắm này thì có ích nhất khi mà các bạn nhấc máy ra khỏi thùng carton mà thôi, còn lại thì cũng không có nhiều công dụng cho lắm. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng thử bật máy lên nhé. Và ban đầu thì các bạn nhìn thấy đây là một chiếc ghế dạng lỗ tổ ong, thì nhưng mà hiện tại thì đã kết hợp cùng với lại một chiếc đèn led đỏ chói rọi giữa cái trời nắng nóng như thế này, thì nói vui vui anh em nào có thấy đây khác gì cái bếp than tổ ong không vậy? Đúng một chút thôi. Và các bạn có thể thấy bên cạnh đây thì là logo của em ấy được thiết kế ở mặt trước khá là đẹp và cũng là bắt mắt đúng không nào? Và bên cạnh đấy thì chúng ta sẽ có một ổ DVD ở đây. Đây là một cú lừa anh em ạ. Thực ra thì DVD chỉ có ở bản T730 thôi, còn 530 này của chúng ta thì không có đâu nhé. Ở mặt trước, chúng ta có các cổng kết nối đủ dùng, bao gồm có hai cổng USB 3.1 Gen 1, một cổng tai nghe và một cổng microphone. Cùng với đó là nút nguồn khá đẹp. Khu vực mainboard chúng ta có lần lượt là hai cổng USB 3.1, hai cổng USB 3.2 Gen 2, hai cổng USB 2.0, một cổng LAN. Và hơi khó hiểu là tại sao chỉ có một cổng audio out mà không có cổng microphone. Mặc dù các bạn có thể cắm tai nghe ở mặt trước, nhưng thói quen của mình là dùng ở mặt sau nên thiếu cổng microphone thì hơi khó chịu một chút. Cả hai mặt không của T530 thì đều có thể tháo ra, mặt sau thì không có gì đặc biệt, thế nên là chúng ta chỉ quan tâm mặt trước thôi nhé. À, còn một điểm nữa đáng khen ở em máy này là mình sẽ bật mí cho các bạn xem. Để mình sẽ tháo phần vỏ máy này ra xem nhá. Ok. Nghe tiếng rất phê phải không nào? Đây. Đó. Tuy là giật phần hông này của chúng ta bị che kín, không được sâu ra những em máy khác này, nhưng mà các bạn có thể thấy là bên trong cái việc đi dây của máy rất là gọn gàng phải không nào? Và như các bạn có thể thấy thì việc đi dây gọn gàng này ấy, thì không giúp là cho máy, không những giúp cho máy thẩm mỹ hơn mà bên cạnh đó thì giúp cho máy của chúng ta sẽ có được nhiều cái luồng gió vào hơn, đến dẫn đến các linh kiện làm cho bên trong máy mát hơn. Và đặc điểm một ở đây là chúng ta của em máy này ấy, thì sẽ có luồng gió đi vào từ phía phần đằng quạt trước này và một và hút ra bởi quạt ở phía sau. Và hiện tại trong em máy này thì vẫn còn một khoảng trống nữa để nếu như bạn nào muốn gọi là nhiều thêm nhiều gió hơn cho máy của mình thì có thể lắp ở cái phần ở đây nhé. Đi tới các linh kiện thì chúng ta có một mainboard sử dụng chipset B360 nhưng chỉ có 2 khe RAM mà thôi. Một khe RAM thì mặc định là đã được gắn một thanh 16GB rồi, còn một khe nữa thì các bạn có thể nâng cấp tổng dung lượng tối đa lên là 32GB. CPU của chúng ta mặc dù là một siêu nhân tỏa nhiệt mang tên 9700 nhưng cũng chỉ được trang bị một chiếc tản nhiệt bé bé xinh xinh mà thôi. Mình thì hơi lo không biết có đủ tản nhiệt không, nhưng mà chúng ta sẽ có câu trả lời ở ngay phần sau video thôi. VGA sử dụng tản nhiệt dạng lồng sóc, thế nên là chắc chắn sẽ không mát mẻ rồi. Bù lại thì khí nóng sẽ được thổi trực tiếp ra phía sau giúp không khí không bị nhiễu loạn bên trong thùng máy.
Về ổ cứng, main có duy nhất một khe M2 NVMe và được gắn sẵn là SSD 256GB rồi. Còn lại hai khe ổ cứng thì một khe đã được sử dụng cho một ổ 1T, còn lại một khe hỗ trợ SSD 2.5 inch SATA hoặc ổ cứng tùy thuộc nhu cầu của các bạn. Cung cấp điện cho toàn bộ hệ thống là một chiếc nguồn Lion 500W đặt chứng chỉ 80 Plus. Nhưng mình thấy khay nguồn ở đây khá là bé nên nâng cấp nguồn có vẻ không khả thi cho lắm. Nguồn cũng chỉ hỗ trợ một đầu cắm nguồn gồm 8 pin và một đầu cắm nguồn 6 pin mà mình không khuyến khích các bạn nâng cấp lên những mẫu card màn hình sử dụng hai đầu 8 pin. Điểm mà mình thích nhất ở máy bộ nói chung cũng như là em Lenovo T530 này nói riêng đó chính là về phần mềm. Khi mà các bạn cài đặt xong hệ điều hành ấy thì chỉ cần download một ứng dụng duy nhất đó chính là Lenovo Vantage. Cái này thì có trên sẵn các cái Microsoft Store và nó hoàn toàn là miễn phí. Khi mà các bạn chỉ cần một cú click chuột download về thôi thì tất cả sẽ được đồng bộ với driver và thay vì chúng ta cứ phải ngồi lần mò từng trang web để tải các ứng dụng về phải không nào. Ngoài ra thì chúng ta còn có một phần nữa đó chính là giám sát tùy chỉnh hiệu năng của bộ máy. Ở đây thì của mình đó là CPU không thể ép rung được, thế nên là cũng không có gì đặc biệt lắm. Duy chỉ có một điều là chúng ta có thể tùy chỉnh được cái tốc độ của đèn LED. Thực ra là cái em này chỉ có duy nhất một màu đỏ chói lọi thôi nhá, thế nên là chúng ta chỉ tùy chỉnh được tốc độ của đèn LED mà thôi. Còn nếu như các bạn sử dụng những cái phiên bản cao cấp hơn như là T730 có khả CPU có khả năng ép zoom hay là cả màn hình thì sẽ vô cùng là hữu ích và tiện lợi hơn nhé. Với mục đích sinh ra chủ yếu dành cho gaming thì mình sẽ thử nghiệm với các tựa game khá ăn cấu hình xem sao. Thật ra thì RTX 2060 Super chơi Full HD thì game nào các bạn cũng có thể chơi được và chơi ở thiết lập cao nhất luôn. Nên là mình sẽ thử ở độ phân giải 2K xem sao nhé. Ở đây chúng ta đặt khoảng là 82fps ở Battlefield 5 và 122fps ở GTA 5. Mức FPS thấp nhất vẫn ở khoảng 60fps. Nên các bạn yên tâm là chơi mượt mà luôn nhé. À, nhắc nhẹ một chút đó là GTA 5 của chúng ta thì đang được Epic Game miễn phí. Thế nên là anh em nào chưa chơi thì hãy tải thử về chơi ngay đi nhé. Và chơi ở cái chế độ mà multiplayer thì vui đừng hỏi luôn. Mình cũng sẽ lướt qua một chút về các phần mềm benchmark như là Cinebench hay là 3D Max Fairchild thì kết quả cũng không có khác biệt so với các cấu hình cùng tầm giá. Nên chúng ta có thể yên tâm là Lenovo không ăn bớt chút nào hiệu năng cả. Điểm mà mình lo ngại nhất ở đây là vấn đề tản nhiệt thì có vẻ là khá ổn áp khi mà chơi game. Khi dung CPU và VGA đều được giữ ổn định ở mức là 4.5GHz và 1.8GHz. Đây cũng là mức dung turbo tối đa của hai sản phẩm này. Nhiệt độ thì với sức mạnh của tản nhiệt lồng sóc và quạt CPU nhìn rất cute thì cả hai đều gần như gặp nhau ở mức là 80 độ C. Nói chung đây là mức chấp nhận được, không mát mà cũng không nóng. Nhưng mình muốn thử một lần đẩy tới giới hạn khi mà chạy cùng lúc Ryzen 95 và Full Max để xem bộ máy chịu đựng được tới cỡ nào. Thì ngay lập tức tình trạng thermal throat đã xuất hiện và kéo xung CPU xuống chỉ còn 3.7GHz và xung cạp màn hình chỉ còn 1.5GHz. Điều này cũng không có gì là khó lý giải bởi vì Lenovo cài đặt để hệ thống luôn luôn giữ ở mức khoảng 80 độ C của cả hai linh kiện và khi gặp hai phần mềm sát thủ phần cứng thì xung nhịp buộc phải hạ xuống để đảm bảo an toàn mà thôi. Nói chung mình thấy em T530 này sẽ phù hợp với việc chơi game hơn là sử dụng các cái phần mềm mà vắt kiệt phần cứng bởi nút thắt tản nhiệt. Ok, nếu như các bạn có thời gian và muốn mày mò về các linh kiện để xây dựng cho mình một bộ máy PC thì mình nghĩ là các bạn sẽ xây được một bộ máy có cấu hình cao hơn ở cái tầm mức phân khúc này. Thế nhưng mà nếu như các bạn là người không có thời gian này và cũng như là muốn cái sự tiện lợi, muốn bách một em máy về sử dụng ngay và luôn thì mình và muốn chơi những cái tựa game mới nhất có độ phân giải là Full HD hay là 2K và kèm theo là sử dụng các cái phần mềm một cách đơn giản mượt mà thì mình nghĩ em Lenovo Legion T530 này thực sự là một cái sự lựa chọn khá là hợp lý đấy. Tuy nhiên có một vấn đề về nhiệt xảy ra khi mà chúng ta chạy ở cái công suất cực đại. Thế nhưng mà các bạn yên tâm là về môi trường gaming thì hiện tại là không có một cái tựa game nào có khả năng mà vắt kiệt sức cả CPU lẫn là VGA cùng một lúc như thế này đâu. Thế nên là đánh giá về tổng thể mình cảm thấy là em Lenovo quân đoàn T530 này giữa một rừng máy bộ thì hoàn toàn là hợp lý để dành cho các bạn nhé. Còn các bạn thấy sao về em này thì hãy để lại cho mình bình luận ở phía bên dưới. Cũng như là nếu như thấy video này hữu ích và muốn chúng mình ra nhiều video hay hơn như thế này thì hãy like, share cũng như là subscribe và nhấn quả chuông để cùng gặp lại mình trong những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.